Mến chào các bác nhé Đây là cây hoa mẫu đơn rừng Nó cho quả này Đây Đó Các bác nhìn mỗi một bông hoa Nó sẽ cho một chùm quả Nhiều quả như thế này Quả hoa mẫu đơn rừng Thì em thấy chim nó vẫn vào nó ăn đó các bác Chính vì chim nó ăn ấy Thì cái hạt bên trong ấy Nó không tiêu hóa được Nó đi chỗ khác Nó ị ra là nó sẽ lên cây Đó là cái cách nhân giống tự nhiên nhé đây cái quả chín nó như thế này Khi mà chim nó ăn những quả chín như thế này Ở trong này nó có một cái hạt này Đó Cái hạt này xong nó lên thành cây Đó cái hạt này chim nó ăn nó không tiêu Nó đi nó ị chỗ khác là nó lên thành cây các bác nhé Và mẫu đơn rừng thì ít người chơi Tuy nhiên nếu mà các bác sống ở những cái khu vực miền núi Thì cái cây hoa mẫu đơn rừng này rất là sẵn Mẫu đơn rừng này có sức sống rất là mãnh liệt các bác nhé Thường thường nó sẽ sống ở ven đường này ở trên những cái quả đồi sỏi đá rất là cằn cỗi rất là khô nó chỉ uh, sống nhờ một chút nước từ trong lòng đất và mưa mà nó vẫn phát triển cho rất là nhiều hoa và nó đậu quả nhìn cây khá là đẹp các bác nhé và mẫu đơn rừng thì đại đa phần là dáng bụi ở đây thì em có tạo ra một cái dáng một thân này tuy nhiên thân của nó không được to đâu cái cây này thân nó chỉ bằng cỡ ngón tay cái ở phía trên Còn gốc bằng ngón chân cái Vậy thôi Và những cái cây mẫu đơn rừng thường thường nếu mà các bác nhân giống ra các bác trồng ấy Nó rất là lâu lớn Cực kỳ lâu lớn Nó chậm hơn những cái cây hoa mẫu đơn ta rất là nhiều các bác nhé Thường thường ấy Mẫu đơn ta khi mà các bác trồng ấy Thì đôi bông nó sẽ cho đôi quả thôi Còn riêng cái mẫu đơn rừng này Thì hầu như bông nào nó cũng sẽ có quả có quả 100% luôn Mỗi một bông nó ra một chùm quả như thế này này Các bác thấy nó đậu không? Quá đậu luôn, quá sai luôn Đó Và những cái quả này mà mang ươm ấy Thì nó sẽ đậu cây 100% nhé Đó, những quả chín này mang ươm này Mẫu đơn rừng thì hiện nay được một số bác yêu cái dòng mẫu đơn cổ Thì có sưu tầm để chơi Còn thường thường các bác chơi bình thường thì các bác thích các cái dòng mẫu đơn ta hơn Bởi vì mẫu đơn ta ấy thì nó sẽ siêng hoa hơn đó mẫu đơn rừng này là một trong những cái dòng mẫu đơn cổ nhất của Việt Nam ở miền Bắc thì gọi là cây hoa mẫu đơn còn miền Nam gọi là cây bông trang hai vùng miền có tên gọi khác nhau cho nên là các bác cũng hoan hỉ đón nhận nhé đây các bác nhìn nhiều quả không tán thì chi răm cũng chưa được dày lắm đâu tuy nhiên khá là nhiều quả các bác nhé đó và cái cây mẫu đơn rừng này em trồng cũng vài năm trên chậu rồi và thấy năm nào nó cũng ra hoa vài lứa rồi đậu quả như thế này thường thường thì em chơi cả quả luôn cho nên là không cắt tỉa sau mỗi lứa hoa cứ để chơi quả bình thường quả này rụng nó lại mọc hay quá hoặc là chim nó đến nó ăn xong nó tha đi nó sẽ ị ra nó cũng mọc đó nhân giống như vậy rất là đơn giản đó đây là dòng mẫu đơn rừng rất là đẹp nhé cứ chơi hoa xong chúng ta lại chơi quả Mỗi một dòng hoa mẫu đơn nó lại có một cái vẻ đẹp như riêng các bác công nhận không? Đó, chơi quả này cũng rất hay mà. Nhìn cũng độc đáo, cũng ngộ nghĩnh. Đó. Còn đây là nụ hoa của cái cây mẫu đơn rừng các bác nhé. Đó, đây là nụ của nó này. Các bác quan sát. Đó, các bác nhìn cả mặt lá nhé. Để sau này các bác có thể gặp cái cây này ở đâu thì chúng ta sẽ bứng về chúng ta trồng chơi. Còn đây là nó nở hoa nó như thế này nở hoa nó có cái màu đỏ gạch các bạn đó cái màu đỏ gạch nó hơi ánh cam ấy chứ nó không đỏ thẫm như là cái mẫu đơn ta đâu các bạn còn đây là cái màu của mẫu đơn ta này các bác nhìn thấy nó đỏ sậm hơn nó khác hoàn toàn so với cái hoa mẫu đơn rừng các bác nhé Cảm ơn các bác rất là nhiều đã theo dõi video trên kênh Hoa Vườn Nhà. Các bác nhấn like ủng hộ em nhé cảm ơn các bác rất là nhiều